Em xin kính chào tất cả quý anh chị và chào mừng toàn thể quý anh chị quay trở lại với kênh Việt Nhật Solar. Thì cái việc hưởng ứng sử dụng đèn năng lượng mặt trời để lắp đặt cho các khu vực như là đường đi này, liên thôn, liên tỉnh, liên trạm này, hoặc là bệnh viện, trường học đang được mọi người đón nhận rất là tốt. Đấy, chất lượng đèn năng lượng mặt trời rất là tuyệt vời. Thì khi mà lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là chúng ta không cần phải lo lắng về phần dây điện rườm rà và lo là phần lắp đặt như là bật tắt về công tắc. Đấy, và cái thứ hai là đèn này nó sử dụng hoàn toàn bằng nguồn năng lượng mặt trời vào ban ngày, hấp thụ vào những cái viên pin bên trong và sau đó là sẽ chiếu sáng vào buổi đêm, nên là sẽ không tốn bất kỳ một chi phí tiền điện nào, không lệ thuộc vào điện lưới anh chị ạ, nên là rất dễ sử dụng. Và cái thứ ba là tuổi thọ của một chiếc đèn năng lượng mặt trời, nếu như là một công ty sản xuất đèn chính hãng thì thường thường tuổi thọ có thể vượt trội là trên 15 năm hoặc là trên 20 năm. Thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị một phiên bản đèn năng lượng mặt trời chuyên lắp đặt cho dự án đường liên thôn, liên tỉnh, liên trạm, hoặc là các khu vực đường quốc lộ, cây xăng, hoặc là trường học, bệnh viện, một bộ đèn năng lượng mặt trời cực kỳ là chất lượng anh chị nhé. Và đây chính là cái phần thân đèn cũng như là tấm pin. Vậy thì bộ đèn này nó sẽ có những cái chi tiết thông số như thế nào? Sau đây xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu video. Đấy thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về đèn. Đấy thì như anh chị có thể nhìn thấy đây là bộ đèn năng lượng mặt trời 1000W mà năm 2023 bên công ty Việt Nhật Solar chúng em đã bán được ra hơn 100.000 bộ chuyên lắp đặt cho dự án đường đi hay là lắp đặt cho trang trại. Đấy, bộ đèn này nó là siêu sáng. Đấy, nhưng mà đối với phiên bản bên cạnh thì anh chị có thể nhìn thấy đèn được làm là to hơn rất là nhiều anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ tập trung để giới thiệu về cái bộ sản phẩm đèn 1200W này. Thì khi mà nhận bộ sản phẩm này anh chị sẽ nhận được đầu tiên nó là một thân đèn năng lượng mặt trời này và một tấm pin năng lượng mặt trời. Thì em sẽ chia sẻ về thông số kỹ thuật của đèn trước anh chị nhé. Thì đây là một bộ đèn năng lượng mặt trời với thiết kế bên ngoài rất là đẹp luôn anh chị ạ. Có hình dáng giống như một chiếc bàn chải cũng như là giống như những bóng đèn đèn ở ngoài đường cao áp anh chị nhé. Đấy. Thì về phần mặt đèn này thì được làm là mặt PC cầu lồi, mặt nhựa PC cầu lồi, nó sẽ cho ánh sáng khi mà đi qua nó sẽ có cái khuếch tán, nó cho ra độ sáng tuyệt vời hơn, rộng hơn anh chị nhé. Và tổng số chip LED của chiếc đèn này lên đến là 216 chip LED anh chị ạ, 216 chip LED. Một chiếc đèn bàn chải mà lắp đặt rất nhiều chip LED bi cầu 5054, nên là độ sáng của nó rất là tuyệt vời luôn anh chị nhé, 216 chip LED bi cầu. Đấy, và anh chị có thể nhìn thấy là đèn làm rất là nhiều những cái đường rãnh tản nhiệt này, bởi vì là với 216 chip LED này khi bật lên nó phát ra một cái lượng nhiệt cực kỳ nóng, rất là nóng, và nếu như không làm bằng vỏ nhôm thì nó sẽ bị nhanh giòn dây vỡ hoặc là bị hao pin nhanh, làm giảm tuổi thọ của đèn. Đấy, nên là bên này em đã thiết kế cái chất liệu vỏ đèn này được làm là vỏ nhôm đúc nguyên khối chị nhá. Gặp nắng, gặp mưa thì đèn không bao giờ gặp bất kỳ một sự cố gì, có thể không bị oxy hóa này, kháng nước, kháng bụi bẩn tuyệt đối luôn anh chị nhá. Chỉ số chống nước của đèn IP68 đấy ạ. Đấy, đằng sau nó cũng được thiết kế những cái đường gân tản nhiệt này. Đấy, ở đây những cái đường gân tản nhiệt anh chị nhá. Đấy, và đây là cái khối để chứa những phần pin lưu trữ này. Cái phần pin lưu trữ này nó sẽ quyết định xem là đèn có sáng được lâu hay không. Đấy, thì với cái chiếc đèn này thì bên em lắp đặt dung lượng lên đến là 80.000 mAh anh chị ạ. Đấy, bộ dung lượng là 80.000 mAh. Nó có thể chiếu sáng liên tục với thời gian là 24 tiếng, 30 tiếng liên tục anh chị nhá. Rất là sáng và rất là tốt và thời gian chiếu sáng rất là lâu luôn. 80.000 mAh chạy cho 216 chip LED bi cầu này anh chị ạ. Nên là đặc biệt là những anh chị nào chuyên về dự án chính phủ này, những cái dự án mà chủ đầu tư hoặc chủ dự án người ta yêu cầu khắt khe về chất lượng, thì khi mà anh chị trình lên trên cái bộ đèn này thì chắc chắn luôn là sẽ đỗ dự án 100% anh chị nhá. Mà chỉ cần bật lên thôi nó sáng tuyệt vời rồi anh chị ạ. Và để cho anh chị có thể nắm rõ hơn đấy thì em sẽ đo cho anh chị xem về chiều dài tổng thể của đèn. Đấy, chiều dài tổng thể của đèn đây anh chị nhá. Em sẽ đo này. Đấy, chiều dài tổng thể của đèn nó sẽ có cái chiều dài đây là 71 cm anh chị nhá. Rồi, 71 cm về phần chiều dài tổng thể của đèn. Tiếp theo là về phần chiều rộng của đèn đạt được nó là 26,5 cm anh chị ạ. 26,5 cm. Tiếp theo em đo luôn cho anh chị xem về mặt kính của đèn. Mặt kính của đèn đạt được ở đây là 34,5 cm này. 34,5 cm. Còn về phần chiều rộng của tấm của cái phần mặt chip LED này nó sẽ là 15,5 cm anh chị nhá. Đấy, 15,5 cm. Em đưa ra những cái thông số cực kỳ là
chi tiết để cho anh chị cùng nắm bắt được về thông số kỹ thuật của đèn này. Đấy, đằng sau này sẽ bao gồm là những cái phần pin lưu trữ, và để cho anh chị có thể yên tâm hơn đấy để mà lựa chọn cái bộ đèn này thì em sẽ đi vào và tháo luôn cái này ra để cho anh chị cùng xem chất lượng bên trong của phần pin lưu trữ luôn là bao nhiêu anh chị nhá. Có đúng như cam kết là 80.000 mAh không anh chị nhá? Đằng sau của hộp đèn ấy nó sẽ có là những cái con ốc lục giác này. Đấy, nên anh chị có thể tháo ra và có thể kiểm tra được rất là đơn giản anh chị nhá. Đây, bây giờ em sẽ mở trực tiếp ra cho anh chị xem nhá. Đây, em mở này. Đấy, bên trong sẽ bao gồm là một lớp gioăng cao su này, dùng để kháng nước và kháng bụi bẩn này. Đấy, lớp hộp này rất là dày nhá, rất là dày và rất là chắc chắn luôn. Đây, đây là phần thiết kế bên trong này. Đấy, bao gồm những cái đường dây được làm bằng máy móc làm rất là cẩn thận anh chị ạ. Thì cái dung lượng pin của cái đèn này nó sẽ là 80.000 mAh anh chị nhá, 80.000 mAh. Và dòng sạc ra của pin nó là pin 3,2V và nó sử dụng pin đấy là pin khối anh chị nhá, pin khối. Và pin này được sản xuất vào tháng 3 năm 2024. Pin mới, tuổi thọ bền bỉ rất là lâu anh chị nhá. Và bên nhà bên trong ấy, bên nhà em đã lắp đặt những cái mạch sạc xả, tức là khi mà cái pin này nó được sạc đầy, nó sẽ ngắt đi. Đấy, nó không vào nữa nên là pin nó sẽ không bị phồng. Và phần xả ra là còn 3 đến 5% thì đèn nó cũng tự động nó tắt đi để cho quá trình sử dụng pin này nó được bền bỉ hơn anh chị nhá. Đây chính là phần bên trong của chiếc đèn năng lượng mặt trời có công suất là 1.200W anh chị ạ. Đấy thì như anh chị thấy ấy, thì đây là phần chi tiết của phần đèn. Tiếp theo là sang đến tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy thì ngay từ bên ngoài anh chị sẽ nhìn thấy ngay. Đây là một tấm pin năng lượng mặt trời có cái hộp này siêu to khổng lồ luôn anh chị nhá. Về hộp này thì nó được sử dụng ở đây là hộp bìa cắt tông này và có công suất ở đây là 70W anh chị nhá. Công suất tấm pin là 70W. Và cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó có cái thời gian sử dụng này là tuổi thọ của nó là trên 15 năm anh chị ạ, trên 15 năm. Rất là bền luôn anh chị nhá. Khi mà anh chị làm dự án anh chị yên tâm luôn. Cầm lên anh chị có thể nhìn thấy nó to hơn người của em rất nhiều luôn nhá. Đấy, to như cái mặt bàn này luôn anh chị ạ, rất to. Đấy thì để mà sạc đủ được cho cái dung lượng là 80.000 mAh thì bắt buộc cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó phải to. Thì bây giờ để cho anh chị cùng hiểu rõ hơn với nhau nhá, em đo luôn kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời này, em đo này. Về phần chiều rộng của tấm pin năng lượng mặt trời đạt được đó là 67cm anh chị nhá. 67cm này, đấy chiều rộng của tấm pin. Còn về phần chiều dài của tấm pin năng lượng mặt trời này thì em cũng đo luôn này. Nó đạt được là 72cm anh chị ạ. 72cm, đấy tấm pin là 67 × 72. Kích thước rất là to luôn này. Và trên bề mặt của tấm pin năng lượng mặt trời này anh chị quan sát này, đây là tấm pin năng lượng mặt trời hệ là hệ mono nhé. Đấy hệ mono này. Thì là những anh chị nào ở khu vực phía Bắc này hoặc là những anh chị nào ở cái vùng miền mà nó ít nắng ấy, anh chị yên tâm là mình có thể sử dụng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng 365 ngày thoải mái luôn anh chị ạ. Đấy cái tấm pin mono này kể cả những hôm trời nó hửng nắng này, trời có hiện tượng là âm u hoặc là nhiều mây thì cái chất lượng sạc của nó vẫn rất là tốt. Bởi vì cái hệ mono này nó là một cái chất lượng rất là tốt luôn anh chị ạ. Đấy. Thì bên sườn của nó được làm bằng khung nhôm. Khung nhôm rất là dày anh chị nhá. Em sẽ đo luôn cho anh chị cùng xem về cái độ dày của cái khung nhôm này. Đây em đo luôn cho anh chị xem này. Nó đạt được ở đây là 3cm anh chị nhá. Độ dày là 3cm. Đấy, độ dày của tấm pin này là 3cm. Rất là dày. Rất là chắc chắn luôn anh chị ạ. Và trên mặt của nó này được làm bằng mặt kính cường lực nhé. Mặt kính cường lực. Anh chị treo ở ngoài trời vô tư thoải mái luôn. Đấy, nên là gặp mưa to gió lớn nó không bao giờ gặp bất kỳ một vấn đề gì đâu anh chị ạ. Đấy, đằng sau của nó này sẽ là một cái phần thiết kế là phần dây dẫn. Đấy, dây dẫn thì bên này em cũng làm khá là dài nhá. Nên là khi mà anh chị lắp đặt thì anh chị sẽ lắp đặt lên cái cột do bên chủ đầu tư, chủ nhà thầu thiết kế anh chị nhá. Đấy, công suất của nó là 70W anh chị nhá. Dòng sạc của nó lên đến là 18V anh chị ạ. 18V nó sạc siêu nhanh luôn. Đấy, và vào những cái hôm thời điểm mà nắng to, nắng gắt nó còn cao hơn nữa anh chị nhá. Kích thước của nó đây. Đấy, đầy đủ hết nhá, hàng chính hãng nó sẽ tốt hơn hàng trôi nổi rất là nhiều. Và nó có những cái thông số chi tiết anh chị ạ. Đây phần dây nối giắc cắm này cũng được làm rất là xịn sò, làm mạ đồng này. Đấy. Và sợi dây của nó cũng là sợi dây to anh chị nhá. Sợi dây sạc to thì cái sức truyền tải nó sẽ nhanh hơn so với cả sợi dây nhỏ. Đấy là những cái đánh giá chi tiết khi mà anh chị lựa chọn một bộ đèn năng lượng mặt trời lắp đặt cho dự án và có cái sự yêu cầu khắt khe đến từ chủ đầu tư. Đấy thì anh chị sẽ lên là đưa ra những cái phương án lựa chọn chi tiết về cái bộ đèn năng lượng mặt trời này. Đấy, thì có một cái điều mà anh chị không biết đối với cả bộ đèn này, nó có một cái tính năng rất là hay. Đó là thông thường khi mà đi kèm theo cái bộ đèn năng lượng mặt trời ấy, nó sẽ có một chiếc điều khiển từ xa
để giúp cho anh chị có thể bật tắt thủ công theo ý muốn của mình. Cái bộ đèn nó là mặt trời này sẽ bao gồm đó là đèn và tấm pin thôi. Còn khi về lắp đặt thì mình tự lắp đặt theo thiết kế của chủ đầu tư, chủ dự án hoặc là do bản thân anh chị tự thiết kế lên. Thành giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, cột đèn ra làm sao mình tự thiết kế. Và khi mà anh chị lắp đặt đèn bộ đèn này lên vào buổi tối, đèn nó sẽ tự động nó bật lên, không có một ai có thể tắt được bộ đèn này. Đấy, bởi vì nó lắp đặt ở đường đi quốc lộ nên là phải yêu cầu chiếu sáng. Nếu như mà phải những bộ đèn khác ấy, có thể là trẻ con hoặc là bất kỳ ai đó mà ra tắt đi nó sẽ tối và rất là nguy hiểm. Đấy, nhưng đối với bộ đèn này, vì là thiết kế cho đường đi, cho các dự án chính phủ thì yêu cầu là phải nó phải sáng suốt và đặc biệt là không có sự can thiệp tác động ở bên ngoài, đó là không tắt được. Đấy, buổi ban ngày thì nó tự động nó sạc, còn ban tối nó sự tự động nó sáng lên anh chị nhá, một điều rất đặc biệt. Đấy, rất là hiện đại, rất là chỉnh chu, rất là xịn sò luôn anh chị nhá. Nếu mà anh chị nào mà đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng chuyên lắp đặt cho dự án này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline công ty Vinasolar Solar để bên em tư vấn. Đấy, bên em có rất nhiều mẫu làm dự án anh chị nhá, từ là những dự án đầu tư giá tiền thấp này hoặc là những dự án đầu tư giá tiền cao này, yêu cầu như thế nào này, bộ đèn năng lượng mặt trời có thông số như thế nào, có kích thước tấm pin ra làm sao, anh chị chỉ cần đưa ra là bên nhà thầu người ta yêu cầu như thế nào bên em có thể đáp ứng được hết. Bên em rất nhiều mẫu công suất đèn dự án này, bàn trải 300W này, 500W này, 800W, 1000W, 2000W hoặc là đèn bàn trải công suất 1200W, 1500W bên em đều có anh chị nhá. Những bộ đèn năng lượng mặt trời đều được chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015 và có tuổi thọ sử dụng bền bỉ rất là lâu. Đấy, đầu tư ra thì anh chị yên tâm luôn là sử dụng rất là chất lượng và mọi người sẽ rất là thích thú với bộ đèn năng lượng mặt trời này. Đấy, thì anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp đến hotline công ty em. Bên em sẽ tư vấn hỗ trợ đến cho anh chị cách thức mua hàng, nhập hàng. Đấy, như anh chị nào muốn làm đại lý, muốn làm nhà phân phối thì cũng đừng ngần ngại nhé. Lấy số lượng nhiều chắc chắn anh chị sẽ nhận được những mức giá rất là tốt. Thì sau đây em sẽ mời toàn thể quý anh chị cùng xem chất lượng ánh sáng thực tế của bộ đèn này vào buổi tối để xem đèn nó sáng tốt như thế nào anh chị nhé.